Mới đây, các hệ thống phòng không của Nga đã chặn đứng 43 UAV tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ từ tháng 8 năm 2024 nhằm phân tán lực lượng Moscow. Theo hãng tin của Pháp AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào sáng 20 tháng 10 rằng trong đêm qua, họ đã bắn hạ tổng cộng 110 thiết bị bay không người lái của Ukraine trên không phận nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Moscow. Thông báo trên Telegram cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã chặn đứng thành công 43 UAV tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, 27 UAV đã bị bắn hạ tại vùng Lipetsk, 18 chiếc tại Orion và 1 chiếc tại Moscow. Đồng thời, có tổng cộng 21 UAV khác cũng bị tiêu diệt ở các tỉnh Nizhny Novgorod, Belgorod và Bryansk. Kiev tuyên bố rằng lực lượng của họ đang tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng để đáp trả các cuộc không kích của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Mới đây, giới chức Ukraine cho biết phía Nga đã trao trả cho Ukraine hơn 500 thi thể binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Đây có thể là cuộc trao trả thi thể lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch vào tháng 2 năm 2022. Theo thông cáo của Trung tâm Điều phối Xử lý Tù binh Ukraine, phần lớn các binh sĩ này thiệt mạng ở tỉnh Donetsk, miền đông của Ukraine, chủ yếu quanh thị trấn chiến lược Avdiivka, nơi mà Nga đã chiếm được vào tháng 2 năm nay sau một trận chiến kéo dài và rất khốc liệt. Trung tâm này cũng cho hay các cơ quan thực thi pháp luật và chuyên gia pháp y của Ukraine sẽ tiến hành nhận diện các nạn nhân trước khi trao trả cho gia đình để chôn cất. Xung đột Nga-Ukraine được cho là đã khiến hàng nghìn binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu kiểm chứng độc lập nào về con số này. Trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố những chi tiết về kế hoạch chiến thắng với mục tiêu buộc Nga phải chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Kế hoạch bao gồm việc tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa mà ông đã đề nghị Mỹ và các đồng minh cung cấp. Tuy nhiên, Mỹ và Anh vẫn chưa đồng ý cho Ukraine sử dụng các vũ khí này để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky tin rằng các cuộc tập kích tầm xa có thể tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, đồng thời giúp cho phía Kiev giành được lợi thế về quân sự trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ. Ông cũng kỳ vọng rằng các đồng minh quốc tế sẽ thay đổi quan điểm về việc cung cấp vũ khí, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn diễn ra khốc liệt ở miền đông của Ukraine. Ukraine tiếp tục đưa ra các điều kiện nhằm giải quyết xung đột với Nga. Tuy nhiên, những đề xuất mà Ukraine đưa ra đã ngay lập tức bị Nga bác bỏ. Thực tế này cho thấy việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ vô cùng khó khăn. Phát biểu trước Hội đồng châu Âu tại Bỉ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine-Nga với hai lựa chọn. Thứ nhất và cũng là điểm cốt lõi là Ukraine muốn được mời gia nhập NATO vô điều kiện và ngay lập tức. Và đây sẽ là tiền đề cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Điểm chính thứ hai mà ông Zelensky đề xuất là tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine. Theo ông Zelensky, khả năng tự vệ của Ukraine phải được tăng cường theo cách không thể đảo ngược. Nga đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất trên của Ukraine. Nga không cho phép Ukraine có được vũ khí hạt nhân và việc Kiev có thể làm như vậy là một hành động khiêu khích rất nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi Ukraine nên dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán với Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga đã sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng trên cơ sở những gì đã được thỏa thuận. Tổng thống Nga nhấn mạnh đề xuất chung của Trung Quốc và Brazil đưa ra trước đó về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là cân bằng và sẽ tạo cơ sở tốt để tìm ra giải pháp. Trước đó, thì vào tháng 5 vừa qua, Trung Quốc và Brazil đã công bố đề xuất chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trong đó kêu gọi giảm leo thang tình hình và nối lại đối thoại trực tiếp mà không yêu cầu Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên các đề xuất chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine được đưa ra từ hai bên cũng như là các đối tác. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đề xuất nào nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Theo đánh giá của giới phân tích, thì đề xuất mà Ukraine nêu ra thực chất vẫn chỉ là bình cũ rượu mới và không có được sự ủng hộ của Nga. Thực tế này cho thấy là việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ vô cùng khó khăn và không diễn ra một sớm một chiều. Ngày 18 tháng 10, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chỉ huy tổng hợp của lực lượng tên lửa chiến lược đang tiến hành kiểm tra đội hình tên lửa chiến lược Bologovsky ở tỉnh Tver, miền trung nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu chính của cuộc kiểm tra lần này là đánh giá tình hình và hiệu quả chỉ huy cũng như nhiệm vụ chiến đấu tại các sở chỉ huy và trạm kiểm soát của đội hình tên lửa chiến lược và các đơn vị cá nhân. Nội dung kiểm tra cũng bao gồm việc đánh giá sự thông suốt trong hành động của các đơn vị, đặc biệt là việc phát triển một nhiệm vụ phức tạp với việc triển khai các hệ thống tên lửa chiến lược di động trên mặt đất Yars vào vị trí.
Lính tên lửa chiến lược sẽ tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện cơ bản, bao gồm cả những nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động cơ động chuyên sâu trên các tuyến tuần tra chiến đấu. Trong khi đó, các tổ lái của hệ thống tên lửa di động sẽ hành quân xa khoảng 100 km, tiến hành phân tán các đơn vị và thiết bị tại các vị trí chiến đấu. Nhóm này cũng sẽ chịu trách nhiệm ngụy trang và đảm bảo an ninh, ngăn chặn các phương tiện tấn công bằng đường không, phá hoại và trinh sát. Lực lượng tên lửa chiến lược là một nhánh riêng của lực lượng vũ trang Nga, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, là thành phần chính của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Vũ khí chính của lực lượng tên lửa chiến lược Nga bao gồm tất cả các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển trên mặt đất, bao gồm Yaz và trong hầm chứa, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp trước thượng đỉnh PRICS khẳng định Nga sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng vô hạn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và mô tả Nga là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất. Tổng thống Putin cũng cho biết sự hợp tác cùng có lợi giữa Moscow và Bắc Kinh được thúc đẩy bởi vị trí địa lý của hai nước, không cần phải vận chuyển nhiên liệu và các hàng hóa khác bằng đường thủy. Ông Putin tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt. Ông cho biết Trung Quốc rất hài lòng khi mua các nguồn năng lượng từ Nga và nhấn mạnh rằng Nga đứng thứ tư trong thị phần thương mại của Trung Quốc. Theo tờ Vedomosti, trích dẫn số liệu hải quan Trung Quốc vào tháng 7, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức 65 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, với xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên đạt mức kỷ lục. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Trung Quốc tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 65,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó dầu khí chiếm gần 90% tổng lượng hàng xuất khẩu. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đã mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga với giá trị 50 tỷ đô la Mỹ so với 47 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Nga hiện là quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sản lượng khí đốt tự nhiên. Đây cũng là nước sản xuất dầu lớn thứ ba, chiếm hơn 12% sản lượng toàn cầu. Đồng thời có thị phần urani làm dầu, ước tính đạt 40%. Ngoài ra, Nga cũng nằm trong top 10 nước sản xuất niken lớn nhất và đứng thứ ba về sản xuất titan trên thế giới. Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã tiết lộ quốc gia thích hợp để có thể tổ chức hội nghị hòa bình với Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, Ả Rập Xê Út có thể là một địa điểm phù hợp để tổ chức một hội nghị nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tại một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 10, khi được phóng viên Ả Rập Xê Út hỏi về những nỗ lực hòa giải của Nga và khả năng Moscow tham gia vào một hội nghị hòa bình nếu Riyadh tổ chức, Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng Nga coi Ả Rập Xê Út là một quốc gia thân thiện và ca ngợi những nỗ lực chân thành của nước này trong việc thúc đẩy hòa bình. Tổng thống Putin cho biết, nếu một sự kiện như vậy được tổ chức tại Ả Rập Xê Út, chắc chắn đây là một địa điểm tương đối thoải mái đối với Nga. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đều cần phải dựa trên những đề xuất hòa bình đã được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Theo Tổng thống Putin, vào thời điểm đó, phái đoàn đàm phán của Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận dự thảo, trong đó nêu rõ Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô lực lượng quân sự của mình. Tuy nhiên, sau đó, phái đoàn Ukraine đã rút khỏi dự thảo. Các quan chức ở Kiev cho biết họ không tin tưởng vào Nga. Đồng thời, có sự can thiệp từ các bên ủng hộ phương Tây, khuyến cáo Ukraine không nên chấp nhận các điều kiện từ phía Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều khoản của Kiev, bao gồm việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Moscow nhiều lần chỉ trích công thức hòa bình của Kiev, cho rằng nó phi thực tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến thực tế trên thực địa. Tổng thống Putin đã nêu ra các điều kiện để giải quyết xung đột, trong đó yêu cầu phương Tây dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như thiết lập tình trạng không liên kết và không có vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Về phía Ukraine, nước này đã quyết tâm tổ chức một hội nghị hòa bình mới trong năm nay. Trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 10, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasin Bona cho biết Ukraine đặt mục tiêu tổ chức hội nghị hòa bình vào cuối năm nay với sự tham gia của Nga, nhưng sẽ không tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Moscow. Hội nghị đầu tiên về Ukraine diễn ra tại Bergenstock, Thụy Sĩ vào hai ngày 15 và 16 tháng 6 với sự tham gia của đại diện từ 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ. Tuy nhiên, Nga đã không tham dự hội nghị này.